Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai ở các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Khánh Hòa sẽ có mưa, mưa rào, các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi sẽ tiếp tục có rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 11 cho đến 14 độ, vùng núi sẽ từ 8 cho đến 11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 12 cho đến 14 độ. Tin về cơn bão số 14, sáng nay bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Mỗi giờ sẽ đi được từ 10 cho đến 15 km. Đến 10 giờ ngày 22 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 100 km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh cấp 6, khoảng từ 40 cho đến 50 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới sẽ từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108,0 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ sẽ đi được khoảng từ 10 cho đến 15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 23 tháng 12, vị trí trung tâm vùng áp thấp sẽ ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc, 106,7 độ Kinh Đông trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Sóc Trăng cho đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất vùng trung tâm áp thấp mạnh dưới cấp 6, khoảng dưới 40 km/h. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 4 cho đến 6 mét. Bà con cần hết sức lưu ý không ra khơi và neo đậu thuyền tại những nơi an toàn. Bão suy yếu do tác động của không khí lạnh, tuy nhiên diễn biến thời tiết ở khu vực này còn hết sức khó lường. Trong sáng ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp và đặc biệt lưu ý đến các địa phương ven biển cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tàu thuyền. Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo cho 57.000 tàu với 348.000 người biết về cơn bão số 14 để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đối với 100 tàu với 753 người hiện đã neo đậu ở quần đảo Trường Sa, còn một số tàu hoạt động ở khu vực giàn khoan DK1 đang di chuyển vào nơi neo trú an toàn. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhận định, khu vực bão hoạt động là nơi tàu thuyền đang hoạt động rất lớn, lại đúng vào thời điểm vụ bão cá Bắc. Nhìn trên hệ thống theo dõi, số lượng tàu thuyền trong đường di chuyển của bão rất dày đặc. Do đó, cần khẩn trương thông báo cho ngư dân để di chuyển tránh trú, đảm bảo an toàn trên biển. Đối với khu vực biển Tây, các địa phương cũng không được chủ quan, cần tăng cường thông tin vì khu vực biển Tây có khả năng chống chịu và kinh nghiệm của các chủ tàu thuyền phương tiện rất hạn chế. Các lực lượng thực hiện nghiêm túc các phương án chuẩn bị, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống phát sinh. Thưa quý vị, trước tình hình dự báo cơn bão số 14 có thể ảnh hưởng đến vùng biển của tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức cuộc họp đột xuất với các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành nhằm triển khai các giải pháp để ứng phó với cơn bão. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhanh các biện pháp ứng phó, trong đó duy trì nghiêm kiếp trực chỉ huy, trực ban, trực quân số, phương tiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tính đến hôm nay, tổng số tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển là 371 tàu, với tổng số 2.875 người. Số tàu thuyền đã neo đậu tại bến là 766 tàu, với hơn 4.000 người. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu cũng đã liên lạc được 100% tàu thuyền còn đang hoạt động trên vùng biển Bạc Liêu và vùng biển Cà Mau. Hiện bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây Nam. Dự báo sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp trên vùng biển từ Sóc Trăng đến Cà Mau. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã ra thông báo cấm tàu thuyền ra khơi hoạt động trên biển để phòng tránh bão. Bắt đầu từ 15 giờ hôm nay, ngày 21 tháng 12, cho đến khi có bản tin cuối cùng về áp thấp. Hiện tại, dù bão đã suy yếu thành áp thấp, nhưng các địa phương và các đơn vị liên quan vẫn phải tổ chức trực 24 trên 24 giờ nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống nhân dân khu vực ven biển, nhất là bảo vệ sản xuất nuôi tôm ven biển, các công trình dự án điện đang xây dựng. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Đợt hạn mặn mùa khô 2019-2020 diễn biến phức tạp và gay gắt.
mặn đến sớm, xâm nhập sâu, độ mặn cao kéo dài từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2020 đã gây thiệt hại rất lớn trên mọi mặt đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp đã có hơn 154.000 ha các loại cây trồng, rau màu, nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại lên đến gần 2.800 tỷ đồng, trong đó có dừa, cây trồng chính gắn liền với cuộc sống và thu nhập của người dân Bến Tre. Tuy nhiên, theo quy định thì cây dừa không đảm bảo điều kiện để được hỗ trợ khôi phục sản xuất. Trước những khó khăn trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị hỗ trợ 72 tỷ đồng để chi hỗ trợ người trồng dừa trong tỉnh khôi phục vườn dừa sau hạn mặn. Trong đợt hạn mặn mùa khô năm 2019-2020, cây dừa tuy không bị chết nhưng bị giảm năng suất, chất lượng trái. Toàn tỉnh Bến Tre có 72.500 ha dừa với khoảng 200.000 hộ trồng loại cây này, chiếm 50% diện tích dừa cả nước và chiếm khoảng 80% diện tích dừa của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hạn mặn đã khiến chất lượng dừa giảm từ 30-70%, thu nhập của người trồng dừa theo đó cũng giảm một nửa. Thậm chí có lúc dừa không bán được vì không đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, cùng với tác động của dịch bệnh COVID-19, người trồng dừa gặp khó khăn dẫn đến việc chăm sóc, phục hồi vườn dừa sau hạn mặn rất hạn chế. Và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý về sản xuất nông nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi. Những ngày đầu tháng 11 âm lịch là thời điểm các nhà vườn ở làng hoa Thới An, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh tất bật xuống giống, ươm mầm các loại hoa Tết ngắn ngày như hướng dương, mau gà, vạn thọ. Còn với loại dài ngày hơn như cúc vàng, cúc mâm thôi đã phải xuống giống từ một vài tháng trước. Năm nay số lượng được 9.000 chậu, làm từ vụ tới nay thì tháng 8 là xuống vụ cúc. Thì giờ thì hướng dương với màu gà nó ngắn ngày nên là xuống chậm hơn xíu. Trước đây, làng hoa Viên Đô này chủ yếu trồng hoa cúc hướng dương, mau gà, phục vụ thị trường hoa Tết tại thành phố Hồ Chí Minh. Một vài năm trở lại đây, một số nhà vườn đã đầu tư giống mới, vườn tược, công nghệ để trồng các loại hoa lan, địa lan có giá trị kinh tế cao. Cách trước 2 tháng, bắt đầu nó sung lên, nó mới ra tược, mới bán Tết kịp. Đặt rồi xong chờ tới Tết ra bông người ta mới đem về. Làng hoa Thới An được tận dụng trên diện tích đất nông nghiệp ít ỏi còn sót lại ở phường Thới An, quận 12 với quy mô khoảng 15 ha. Năm nay, do tác động của dịch COVID-19 ảnh hưởng tới đời sống kinh tế của người dân nên dự báo thị trường hoa Tết cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Dịch bệnh thì mình cũng nông dân ở đây cũng không ai dám làm nhiều. Tôi thì tôi làm cái số lượng nó bằng 50% của năm rồi. Coi như là mình làm hạn chế lại để có cái khả năng tiêu thụ nó hết. Ủy ban Nhân dân quận 12 có cái kế hoạch để mà tổ chức một cái tuyến đường hoa trên địa bàn của quận. Cụ thể là tại cái tuyến đường Lê Thị Riêng để cho người dân có nhu cầu để mà đưa những cái sản phẩm của mình để phục vụ cho người dân nhân cái dịp Tết này. Các làng hoa Ven Đô ở thành phố Hồ Chí Minh đang góp thêm một phần để làm phong phú thêm cho thị trường hoa Tết tại thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường hơn 11 triệu dân, nơi tiêu thụ hoa Tết lớn nhất nước. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì từ đầu năm tới nay, trên phạm vi cả nước có hơn 1.300 xã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi. Chỉ trong tháng 10, gần 18.000 con lợn đã bị tiêu hủy do mắc dịch tả lợn châu Phi, tăng gấp 5 lần so với tháng 7, tháng 8. Riêng trong 10 ngày đầu tháng 11, số lợn phải tiêu hủy do dịch bệnh là gần 3.500 con. Sở dĩ dịch có xu hướng diễn biến gia tăng là do thời tiết giao mùa, nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm cao khiến môi trường chăn nuôi ẩm thấp. Đây là điều kiện lý tưởng để virus dịch tả lợn châu Phi sinh sôi, tấn công vào hệ miễn dịch của lợn. Sang đông thì chúng ta biết rằng đối với virus thì cái bệnh mà ở điều kiện thời tiết lạnh, càng lạnh thì nó sẽ bảo tồn lâu ở ngoài điều kiện ở môi trường. Và bảo tồn lâu ở ngoài điều kiện môi trường thì lại có điều kiện để mà phát tán một bệnh mạnh hơn. Chính vì vậy cho nên là chúng ta phải có một cái giải pháp mà chúng tôi đã nói rất là nhiều lần là phải áp dụng cái biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Theo các chuyên gia chăn nuôi, các nông hộ cần chú ý bổ sung chế độ ăn uống cho lợn, từ đó nâng cao khả năng miễn dịch cho lợn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đưa ra một số khuyến cáo khi sử dụng chế phẩm vi sinh trong thức ăn cho lợn, bao gồm chế phẩm lợi khuẩn và enzyme. Tuy nhiên, khi bổ sung lợi khuẩn, không nên dùng kháng sinh vì kháng sinh làm mất tác dụng của vi sinh vật và giảm hiệu quả sử dụng thức ăn. Ngoài ra nên bổ sung thuốc bổ vào khẩu phần ăn hàng ngày cho lợn.
đẩy mạnh chăn nuôi lợn an toàn sinh học vẫn được coi là một trong những giải pháp quan trọng đẩy lùi dịch tả lợn châu Phi tại thời điểm này. Cái dịch bệnh nó luôn luôn tiềm ẩn. Vì vậy khuyến nghị cho bà con nông dân, kể cả những cái quy mô chăn nuôi vừa như hộ ở đây, quy mô chăn nuôi lớn và kể cả các tập đoàn, là kiên trì, kiên quyết thực hiện tuân thủ đúng cái quy trình an toàn sinh học. Với thời tiết đông sang xuân, nồm ẩm, các nông hộ cần thực hiện tốt các yêu cầu như vệ sinh chuồng trại, tuân thủ lịch tiêu độc khử trùng con người và phương tiện ra vào trại. Có như vậy sẽ giảm nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lây lan trên diện rộng. Và cuối cùng sẽ là những thông tin dự báo thời tiết tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.